Câu hỏi đầu tiên của bạn là Lily. Bác sĩ cho em hỏi bé 6 tháng đã biết ăn vạ chưa và mỗi lần bé sẽ khóc ăn vạ em để bé khóc đã rồi nín có ảnh hưởng tới tinh thần bé không mà phải làm gì mong bác sĩ tư vấn. Không phải 6 tháng mới biết à, mà 2 3 tháng em bé đã khóc ăn vạ được rồi nó thể hiện ở chỗ nào? Cái kiểu là nếu mà em bé khóc bạn cứ bế em bé lên luôn thì nó sẽ quen với động tác này của bạn Nếu lần sau mà bạn không bế thì nó sẽ tiếp tục hờn và khóc to hơn khóc đến mức bạn bế thì thôi Thế nên đối với vấn đề của con tùy từng hướng mà chúng ta xử lý uh, Có những trường hợp các bạn nhận thấy khóc là cần bế em bé luôn và kiểm tra luôn xem như thế nào Ví dụ như nó đang chơi mà tự nhiên nó quay ra nó khóc để chúng ta xem xét Còn ví dụ đang ngủ dở mắt mà dậy mà e e mà khóc khi chuyển giấc Thì các bạn từ từ xem vấn đề gì của con là chúng ta không bế ngay À, chúng ta không cho bú ngay, chúng ta không bế ngay, không dỗ ngay để con tự điều chỉnh, tự cân bằng cảm xúc của mình đã thì dần dần em bé nó sẽ quen và nó giảm dần cái mức độ khóc nóc ăn vạ của nó đi. cái này sẽ cần áp dụng kỹ hơn trong cái tình huống mà các bạn tập ti giả cho con, các bạn sẽ thấy hoặc là tập bú bình cho con, các bạn sẽ thấy. có những em bé là à, mút tay ngậm tay à, kéo ra là sẽ khóc ăn vạ hoặc có những em bé là không bú bình nhất định không bú chỉ có đòi bố mẹ thôi. À, rất nhiều thứ là chúng ta phải nhất quán trong cái cách là đối mặt với cái cảm xúc của em bé 6 tháng là biết rồi 6 tháng là biết rồi à, và các bạn để em bé khóc nó không ảnh hưởng gì đâu thực ra thế này à, những cái khóc đòi của em bé các bạn sẽ phát hiện được ngay nó khác với những cái khóc theo kiểu đau mà khóc thét nên khó chịu nó là một cái kiểu khác khóc khác của em bé nó đang bình thường hay là thế này yên nào nó bị quặn bụng nó đau bụng nên nó khóc hoặc nó bị ngã hay bị thế này thế kia nó khóc thét lên thì đó là những cái nguy hiểm mà chúng ta phải kiểm soát cho con còn lại thì đa phần những cái của em bé nó là khóc hơn à, trong vòng 30 phút đổ lại những cái khóc của em bé không vấn đề gì không vấn đề gì à, thực ra nếu các bạn nào mà chủ định mở đồng hồ ra mà bấm giờ thử thì thường nếu các bạn cứ ngồi im các bạn xem cái vấn đề khóc của con các bạn chưa can thiệp gấp ngay thì nó thường chỉ kéo dài tầm khoảng 3 đến 5 phút là em bé tự nín hoặc chuyển sang cái trạng thái hức hức mà không gào không khóc lên nữa nó không khóc quá đâu rồi, ờ à, nó lại bắt đầu trôi câu hỏi rồi, câu hỏi gì của bạn uh, gửi bên trên nó lại bị trôi mất rồi bạn gửi lại bên dưới giúp mình với, câu hỏi của bạn uh, vẫn cùng là câu hỏi của bạn Lenny là bé ăn dặm được 20 ngày cho bé ăn bột mà cứ ngậm ăn được ít muỗng là bé không chịu ăn nữa vậy có cần ép nữa không và có cách nào khắc phục không? không có cách nào khắc phục bạn chỉ thay đổi các cái món ăn cho em bé ví dụ như bột ăn liền em bé không ăn thì các bạn chuyển cháo chuyển rau cho em bé cháo trắng nấu riêng với rau mà em bé không ăn thì các bạn thử nấu chung vào cho con à, nếu mà ăn đút mà em bé không chịu thì bạn thử ăn dặm bé tự chỉ huy bạn thử các cái phương án đối với con thôi chứ không có cách nào cả à, cái tổng thời gian của em bé à, trong vòng um, một bữa ăn là nó khoảng 30 phút là chúng ta đưa thìa lên À, mà em bé cứ ngậm chặt miệng, em bé không uh, ăn thì các bạn không cố nhét vào miệng em bé ở cứ như thế mà con nó đang ngậm miệng. Các bạn lại hạ xuống. Các bạn chờ một lát các bạn lại đưa lên tiếp. nạp lại, nạp đi nạp lại, đưa lại nhiều lần. Đấy không phải là hành động bắt ép nó khác với cái hành động cái kiểu là em bé nó mím chặt miệng mà các bạn cứ à, ví dụ đỡ ở đầu nó hay các bạn cố nhét cái thìa vào trong miệng của em bé. Đấy mới là hành động bắt ép, hành động chúng ta đưa lên đưa xuống nặp đi nặp lại nhiều lần, chạm vào môi em bé và chờ nó mở miệng ra. Đấy hoàn toàn là bình thường <laughs> Rồi câu hỏi của bạn Thánh là... Dương Bác sĩ ơi, bé nhà em 11 tháng ăn gia vị được chưa ạ và cho bé ăn gia vị nào uh gia vị của em bé dưới 12 tháng tuổi là chúng ta thường dành gia vị gói gia vị dành cho trẻ em các bạn dùng hạt nêm dành cho trẻ em à, trên 12 tháng tuổi rồi à, thì các bạn bắt đầu dùng gia vị cùng với người lớn thì trong đấy nó là nước mắm và bột canh ấy. hai thứ đấy là dùng cho em bé còn dầu ăn thì tất nhiên là chúng ta dùng và dùng luôn từ cái hồi em bé 7 tháng tuổi khi bắt đầu ăn nhóm đạm rồi bạn à, màu của nắng chào bác sĩ cho em hỏi con em 9 tháng chưa mọc răng nào có chậm không À, không, cái giới hạn để mọc răng bình thường của em bé này, thông thường từ 6 đến 10 tháng tuổi em bé sẽ mọc hai cái răng cửa dưới, cửa dưới này đầu tiên. À sau 16 tháng tuổi mà con của chúng ta chưa mọc cái răng nào lên thì mới tính là chậm mọc răng. Vậy bây giờ con của bạn 9 tháng thì nó là bình thường, không phải là chậm mọc răng ạ. Bạn thương coi bé sổ mũi uống thuốc 5 ngày không khỏi có cách nào không? À, có cách là đi khám tiếp thôi bởi vì sao? Bởi vì mình không biết sổ mũi ở mức độ như thế nào Mà mình không biết các cái thuốc bạn đang uống là như thế nào. Một cái chu trình của viêm đường hô hấp của em bé thì như viêm mũi, viêm họng như thế này nó kéo dài từ 10 đến 14 ngày cơ bạn ạ. 10 đến 14 ngày ạ các cái thuốc hỗ trợ cho em bé là các cái nước muối sinh lý để làm sạch mũi các cái thuốc nhỏ co mạch mũi tại chỗ và nó sẽ giảm nó theo chu trình nước mũi thông thường sẽ đi theo chu trình là ban đầu là nước mũi trong loãng và chảy sổ mũi sau đó nó đặc hơn và nó trắng trắng đục vào và nó gây ra nghẹt mũi và cuối cùng nó chuyển sang cái giai đoạn là màu xanh khi sắc các cái bạch cầu uh, trong hệ miễn dịch đang hoạt động để bảo vệ cơ thể nó cái sắc của nó nên men nó chuyển sang màu hơi xanh Thế là nó đến cái giai đoạn khỏi hẳn Bạn cô gái đến từ hôm qua chào bác sĩ, bác sĩ ơi, dưới 1 tuổi ăn bao nhiêu trứng gà một tuần ạ? Trung bình là từ 2 đến 3 cái đồng đỏ trứng gà trong một tuần ạ. Bạn uh, Mai Chi chào bác sĩ, bé sinh 2 cân 6, 12 tháng giữ 10 cân 75 cm có ổn không em? Cảm ơn bác sĩ. Rất ổn ạ trung bình như thế này thông thường cái mốc của em bé khi được một tuổi là cân nặng tăng gấp 3 lần suốt lúc sơ sinh và chiều dài là tăng gấp rưỡi à, cái con số trung bình lúc sinh là tầm khoảng 3 cân và 50 cm thế lúc một tuổi nó xoay quanh cái mốc là 9 cân và 75 cm em mấy nhà bạn sinh nhạy cân nhưng hiện tại cân nặng và chiều cao như thế này là em bé ổn rất ổn Bạn Nguyễn Thương chào bác sĩ chỗ em ở nguồn nước không được sạch lắm em muốn mua nước đóng chai cho bé uống thì nên mua loại nào và cho em hỏi lượng ăn của bé một tuổi là bao nhiêu nước tinh khiết các bạn không được dùng nước khoáng cho em bé mà các bạn chỉ được dùng nước tinh khiết thôi các bạn kiểm tra cái này là không được dùng nước khoáng mà chỉ dùng nước tinh khiết vì các cái thành phần khoáng này nó sẽ không phù hợp với em bé cái thận của em bé dưới một tuổi như cái này thì các bạn nên tìm cái giải pháp cho cả gia đình là mua cái máy lọc nước ở trong nhà xong dùng ví dụ nước này xong nước máy hay nước gì qua một lần để ở bể nắng xong rồi này, này. xong cho cái nước ở bể nắng đấy chạy qua cái máy lọc nước à, và các bạn đã đun sôi nè à, để dùng thì nó sẽ đảm bảo <laughs> cho cả nhà dùng nước uh, tinh khiết đóng chai chứ không dùng nước khoáng nhé. Nó có kiểu nước khoáng đóng chai, nước tinh khiết này, nó có mấy loại khác nhau đấy.